Chloe's Entertainment Channel. Chào các bạn. À, các bạn ơi, hôm nay Chloe lại có đồ chơi mới nè các bạn. Chloe ơi, bữa nay con có đồ chơi gì đẹp quá vậy? Đồ chơi thở bóng đúng không? Đúng rồi. Phải đẩy rồi nó ra bong bóng. Cái này đẩy rồi ra bong bóng à? Chắc vậy á. Chắc vậy á hả? Con tháo ra cho mấy bạn coi thử coi cái này nó có gì. Cái này là cái đồ chơi thổi bong bóng. Nhưng mà không biết là cái này nó sẽ khác với lại những cái đồ chơi thổi bong bóng khác như thế nào nha các bạn. Chloe mở ra coi coi đồ chơi mới. Không biết mở đâu. Đây nè, cho các bạn coi sơ sơ cái hộp này, cái này đây. Để cho các bạn nhìn. Đó, cái xe đẩy có nhạc, có đèn nữa nè. Rồi trong lúc mình đẩy thì nó sẽ thổi ra cái bong bóng. Được không? Dạ. Vui hả? Trời ơi, có đồ chơi mới, mỗi lần có đồ chơi mới. Daddy mua cho đồ chơi mới đúng không? Đó, vui vậy đó. Everybody go say a bad word, okay? There's two bubbles. Đâu, con dựng lên cho mấy bạn coi với. Ừ. Wow. Đây mấy bạn, đó. Unicorn. Có hai chai xà bông nha. Rồi đâu, bây giờ con có biết ráp ở đâu không? Đâu, con lấy ra ráp thử coi. Okay. Let's take the unicorn out first. Oh, let's take the whole thing. Look, footprints. Huh? Look, footprints. Đâu? Mấy cái footprint đó hả? Yeah. Chloe nói là mấy cái bàn chân đó mấy bạn. Có mấy cái dấu bàn chân trong cái box nè. Look at these. Also words. Words. Wow. Words. Okay. And also bubbles. Bubbles. Thấy rồi. Ừ, đúng rồi. Okay, let's take this away. Bye bye. Also that one. Bye bye. Đây mày để ra ngoài chưa? Nè, con lật lên vậy nè, con lấy nó dễ hơn. Ừ. Okay, let's put the wings on. The side wings. Đâu? Cái gì vậy? chưa gì hết, ráp cái cánh rồi hả? Yeah. Con gắn cái cánh vô hả? Đâu? Yeah. Wow, một bên cánh thôi hả? Còn cái cánh còn lại đâu? Còn mấy cái kia là gì? Còn mấy cái còn lại gì? Cái cây đó để lại. This is coaster right here. Nhưng mà phải gắn dây điện vô Chloe ơi. Mẹ thấy có cái dây đó. Ừ. Thấy không? Nè. Cho mấy bạn coi nè, đó, đúng rồi. Không gắn được không? No. Hay là quay nó lại. Đâu đừng mẹ coi coi. Nó phải rắn vô hơi cứng á. Hơi cứng à. Rồi, được rồi đó. Rồi, gắn xong rồi. Cái dây đó mình sẽ nối chỗ đó vô nha mấy bạn. Để khi mình bỏ pin vô thì cái con ngựa này nó mới thổi bong bóng ra. Tại vì này con ngựa thổi bong bóng mà. Mình xài bằng pin. Oops. It's okay. They're not on mom. Can you help me push it in? Okay. Rồi, đợi mẹ xíu nha. Rồi, đây mẹ giúp gắn vô nha. Rồi, tiếp theo là gì ta? Gắn pin đi. Gắn pin hả? Rồi, giờ tới phiên gắn pin đúng không? Nãy mình đã giúp gắn cái cây đó vô rồi. Bây giờ con gắn pin đi. Nè. Nó đâu ta? Pin nè. Bốn cục pin. Bốn cục pin. Đây là hai cục rồi đó. Mở cái đó hai cục đó. So strong. Okay. Cắt cái nào? Nè.
Hay quá vậy ta. Ồ, Chloe hay quá. Rồi còn bỏ bím đâu à? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái đó là phải mở con ốc ra đúng không? Đâu đây mày coi coi. À, nó có cái con. À, phải mở cái con ốc chỗ này ra nha. Rồi, ok, để mẹ giúp cho. Rồi, cái này chắc... này để mẹ giúp cho Chloe nè. Mở cái ốc này ra. Xong rồi Chloe tự gắn pin vô nha. Đây nha mấy bạn. Rồi, bỏ vào đây. Mở ra. Rồi, đây bỏ pin vô. Bốn cục nha, đâu đưa mẹ coi coi. Nó bập. Ừ, nhưng mà mẹ phải chỉ cho con nó cái đầu nào chứ. Đúng không? Đây, đây mẹ coi coi. Nè, đầu dương, đầu âm nè. Đầu âm bên đây. Dương bên đây. Dương bên đây, rồi bỏ vô. Nha. Rồi, tiếp tục. Gắn con ốc vô mấy bạn ơi. Ủa? Cái này phải tắt đi chứ hả? Đó. Gắn ốc vô làm quà. Rồi đây. Gắn xong rồi nè mấy bạn. Đèn full rainbow. Để ở đây luôn nè. Oh wow, gắn pin vô xong rồi là bây giờ. Dạ con bấm nút ở đâu để con mở lên vậy? Bấm nút rồi. À tắt đâu, tắt thử rồi, tắt rồi. À rồi mở lên thử rồi. Wow, cái đèn này, cái đèn này đó. Cái này mà mình đẩy ở ngoài đường chơi khỏi bóng là đã mà. Đó. Cái chỗ đây là cái chỗ mà ra bong bóng nha mấy bạn. Đó, gắn cái chai xà bông vô rồi nó sẽ có bong bóng nha. Ở chai xà bông nó gắn đâu con? Ờ, nó đang gắn rồi. Thôi tắt nhạc thử thôi. Đâu rồi, cái chai xà bông nó còn gắn đâu đó. À, ở dưới đó đó hả? Đâu một cái chai xà bông này mở nắp ra phải không? Có hai chai xà bông đây đúng không? Đúng rồi. À, rồi gắn như đó đúng không? Đây nè mấy bạn ơi, mấy bạn sau khi ráp xong rồi đó làm cái đồ chơi thổi bong bóng này nó như vậy nè, để mấy bạn coi nha. Đây, có cái nút bấm ở đây đó. Bấm ở đây vô thì sẽ nổi lên đây. Tắt. Đây có hai cái cánh dễ thương không? Ủa Chloe hay là con gì Chloe? Unicorn. Unicorn hả? Hay quá vậy ta. Đang là đâu mở nhạc anh nghe thử coi, trong đó nó có nhạc hay lắm. Rồi thôi bây giờ mình đi ra công viên mình thổi bong bóng được không? Chứ cái này chơi trò chơi này, cái trò chơi thổi bong bóng này là mình sẽ chơi ở ngoài đường, ở ngoài công viên chứ chơi trong nhà đâu có được đâu. Ok, đi thổi bong bóng thôi các bạn ơi, đi công viên ha. Ok, đi thôi. À bây giờ các bạn ơi, bây giờ mình đã ở ngoài công viên rồi nè các bạn. Đó, đây là công viên Bạch Đằng nha, mới xây xong, mới mở cửa lúc hơn 25 tháng giêng này. Đây Chloe ơi, bây giờ con mở cái chai xà bông này ra đi, rồi gắn vô trong cái xe thổi bong bóng á. Ừ đúng rồi. Có cái bạn đó không, con tháo cái đó ra được không? Để chắc được, cầm cái này đi. À đây chị giúp cho. Đây xong được không? Dạ. Ở đây mẹ cơ tháo mạnh ra.
giờ con gắn vô đi. Gắn cái con bóng vô trong đây đi. Được không? Được không vậy ạ? Không phải là con phải xoay nó vòng vòng á. Con phải xoay á. Xoay cho nó vô được không? Được không vậy? Hơi khó hả? Hơi khó. Đây mẹ giúp cho.
me just follow me, don't go back. I'm following you, okay? Don't you worry, okay? I'm following you. Sao lại đẩy chân vô chân tôi vậy? Có nhiều người giận chó, giận con nít đi ra ngoài đây chơi lắm các bạn ơi. Okay.
okay? I just I'm behind you, okay? Every time I'm on. Mommy, can we go on the bridge, mommy? What bridge? There's a little boat over there. Where? Ở đâu? Ở đằng kia hả? Ờ thì con đây đi, mẹ đi theo con. Ờ, đi qua bển không? Ở chơi thì vui lắm nè mấy bạn ơi. Có nhiều con bóng lắm nè, ra công viên thổi là đã luôn. Con bóng bay ngập trời. Ở đây có mấy chiếc tàu đang đậu nè mấy bạn. Đẩy ra ngoài kia kìa. Đẩy cái xe bong bóng của con ra ngoài kia. Đi đường kia ra kìa.
Các bạn nhỏ khoái con bóng nè. Trời ơi, con nào đó đi đu theo con bóng nè. Thương chưa? Các bạn thích đeo con bóng. À, các bạn nó thích con bóng mà giống con á. Đẩy ra ngoài kia đi Chloe ơi. Chân em vậy.
hết xà bông rồi hả? Thôi nè, có mấy bạn đi, mấy bạn đi hết rồi, hết xà bông rồi. Nè, chào mấy bạn đi về nè. Hả? Chào mấy bạn đi. Bye bye. Bye bye.